Bác sĩ Phong, UST Hải Phòng xin kính chào quý cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời. Chúng ta đang trở lên tự do hơn, giàu có hơn và hạnh phúc hơn. Bác sĩ Phong, UST Hải Phòng xin kính chúc quý cô chú, các anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui, nhiều thành công và thật là hạnh phúc. Và ngày hôm nay bác sĩ Phong đang có mặt tại quán cà phê khởi nghiệp trực thuộc hội trực thuộc câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp thành phố Hải Phòng. Và ngày hôm nay Phong sẽ có một cuộc offline cùng với các cô chú anh chị em cổ đông của UST tại Hải Phòng và có sự góp mặt của bạn Master Vân ở Vũng Tàu cũng như là Top Expert Kim Thư từ Hồ Chí Minh ra có thể giao lưu cùng với lại quý cô chú các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Vì vậy bác sĩ Phong sẽ làm cái video này để xin giới thiệu với quý cô chú các anh chị một buổi offline cùng với lại chúng tôi. Xin chào Phạm Trang ở Hưng Yên. Và nếu quý cô chú các anh chị và các bạn có các nhà đầu tư của tập đoàn UST tại Hải Phòng thì có thể giới thiệu qua quán cà phê khởi nghiệp số 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để cùng giao lưu với lại Top Expert Kim Thư cũng như là các anh chị em cổ đông của UST Việt Nam. Và nếu quý cô chú các anh chị là những người đã thông tin và đã biết đâu đó về tập đoàn UST mà trước đây là tên là thương hiệu là Skyway và đang mong muốn tìm hiểu để trở thành cổ đông của tập đoàn UST thì có thể qua giao lưu để cập nhật thông tin với cùng với lại chúng tôi. Và cũng qua livestream này, bác sĩ Phong xin được kính mời tất cả quý cô chú, các anh chị và các bạn là bạn bè trên Facebook của Nguyễn Trung Phong xem được cái video này, mong muốn có thể giao lưu cùng với nhau để chúng ta cùng nhau giao lưu, cùng nhau học hỏi và cùng nhau thành công thì có thể qua quán cà phê khởi nghiệp số 45 Lạch Tray để có thể giao lưu cùng với chúng tôi ạ. Và để chào đón các cổ đông từ Vũng Tàu, từ Hồ Chí Minh cũng như từ Hải Phòng và các tỉnh khác có thể giao lưu cùng quý cô chú các anh chị tại một địa điểm mà tôi nghĩ rằng cũng rất là ấn tượng tại thành phố Hải Phòng. Thì bác sĩ Phong xin phép được review qua về cái địa điểm này cho các cô chú các anh chị và cùng được biết. Đây là khuôn viên ở trong cung văn hóa thanh niên, một khuôn viên rất là rộng nằm giữa một cái trung tâm hồ và trên tuyến phố chính của thành phố Hải Phòng. Và tại đây thì có rất nhiều anh chị em, bạn bè, doanh nhân tập hợp tại đây để có thể giao lưu với lại quý cô chú, các anh chị và các bạn ạ. Và sau đây bác sĩ Phong xin review quang cảnh xung quanh cho các anh chị cùng xem nhé. Đầu tiên là các anh chị thấy dàn hoa giấy đẹp không ạ? Và ở đây thì khuôn viên cực kỳ nhiều cây xanh. Một quán cà phê thì với chỗ đậu đỗ xe ô tô rất là thoải mái. Các anh chị có thể đậu hàng trăm con ô tô ở đây cũng được. Xin chào Đỗ Xuân Tùng. Đỗ Xuân Tùng xưa cũng là trong hội doanh nhân đúng không? BNA. Và tại đây thì có rất nhiều anh chị em doanh nhân thường xuyên ngồi đây để giao lưu học hỏi cùng với nhau. Các anh chị đừng làm việc một cách chăm chỉ đúng không? Mà các anh chị phải làm việc chăm chỉ và thông minh thì các anh chị mới có thể trở lên giàu có được. Và các anh chị đừng sử dụng tất cả sức lực của mình để phục vụ cho công việc kiếm tiền, mà các anh chị hãy biết cách gì ạ? Hãy biết cách hợp tác cùng với nhau. Trong hội doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng có quán cà phê khởi nghiệp. Và các anh chị hãy học cách là gì ạ? Hợp tác cùng với nhau để mượn lực với nhau. Chứ các anh chị đừng tận lực và hãy học cách dùng tiền để kiếm tiền ạ. Và bảng giá menu ở đây cũng rất là phù hợp đúng không ạ? Trà cúc 20k, cà phê 20k. Đó, gọi hình thức quanh tán là gọi món tại quầy. Các anh chị có thể gọi đến món tùy thích và có thể thanh toán luôn. Đây là cái hình thức mà đội nhóm của Phong cũng rất là thích cách sử dụng cái cách này. Ai ăn gì uống gì thì có thể tự order và tự thanh toán. Như vậy thì chúng ta ngồi làm việc đội nhóm với nhau thì rất là thoải mái và rất là lâu dài. Và nếu quý cô chú các anh chị đang xem được video này là bạn bè của Phong trên Facebook, mong muốn chúng ta có thể có buổi offline cùng với nhau thì hãy comment và đến số 45 Lạch Tray để chúng ta cùng giao lưu nhé. Đúng rồi Phạm Trang, thời tiết hôm nay thì rất là đẹp, trời hơi hửng nắng một tí thôi và trời cũng hơi se lạnh nên là mặc quần áo cổng tay, ví dụ đây là áo của Skyway. Áo này là bác sĩ Phong được một người chị ở trong một người top expert Minh Niên ở trong Nghệ An tặng cho cái áo này. Và hôm nay gặp lại cổ đông cô Kim Thư thì hôm nay sẽ mặc cái áo của SVKC này. Xin chào Nguyễn Thị Thanh Hương. Cảm ơn lời chúc của Phạm Trang nhé.
Và đây là một cái khuôn viên mà Phong nghĩ rằng là nếu mà gọi là ngồi thư giãn cà phê cùng với các anh chị em doanh nhân có thể bàn với nhau về các cơ hội hợp tác kinh doanh cùng với nhau, thì đây là địa điểm mà cũng rất là thích. Cảm ơn Nguyễn Thị Hương. Và hiện nay thì Phong đang có mặt tại câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp số 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Hàng hoa giấy cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và chúng ta đến đây chỉ với 20k, một ly cà phê chúng ta ngồi nhâm nhi đọc những cuốn sách và có thể nói về cái câu chuyện đầu tư và khởi nghiệp cùng với các anh chị em trong câu lạc bộ doanh nhân cũng rất là thích thú. Và Nguyễn Hương cũng đã có một lần tới câu lạc bộ này rồi đúng không? Phạm Trang cũng đã có một lần tới câu lạc bộ này cùng với lại anh chị em bạn bè đội nhóm của Phong trong cộng đồng các nhà đầu tư UST Việt Nam. Chúng ta đã có buổi offline ở câu lạc bộ này rồi. Và cũng trong thời gian vừa qua thì bác sĩ Phong thường xuyên hỗ trợ các anh chị em đội nhóm làm chương trình online, nên cũng ít đợt vừa rồi hơi vắng mặt ở câu lạc bộ này một chút. Và hôm nay thì có top expert Kim Thư, bạn Vân ở Vũng Tàu và một số anh chị em có hẹn bác sĩ Phong qua để giao lưu cùng với nhau. Nên là hôm nay bác sĩ Phong dành thời gian buổi sáng để có thể tiếp đón quý cô chú, các anh chị và các bạn tại câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp số 45 Lạch Tray. Không gian rất là tuyệt vời luôn đúng không? Cảm ơn Phạm Trang. Và nếu quý cô chú, các anh chị và các bạn đang ở Hải Phòng thì có thể di chuyển về địa điểm số 45 Lạch Tray để chúng ta cùng có thể giao lưu, cùng có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư, phát triển bản thân cùng với nhau. Anh chị thấy khung cảnh rất là đẹp đúng không ạ? Dàn hoa giấy cũng rất là đẹp này. Đấy, rất nhiều cây xanh. Và các anh chị hãy mở rộng cái tư duy của mình lên để có thể đi làm việc vào những cái khung cảnh như vậy ạ. Những cái khung cảnh mà nó rất là đẹp. Thay vì chúng ta đang ngồi bó gối ở trong bốn bức tường, chúng ta đang ngồi trước một cái máy may công nghiệp đúng không ạ? Trong một cái khuôn gian rất là chật chội, nóng bức và vô cùng là khó chịu, thì các anh chị hãy mở rộng phạm vi bối cảnh mình ra để có thể chọn cho mình những cái nơi làm việc mà theo ý thích của mình đúng không ạ? Và nếu quý cô chú, các anh chị đang không hài lòng với cái công việc của mình là dạ sáng đi thức dậy đi làm lãnh lương trả hóa đơn, mà các anh chị mong muốn một cuộc sống là tự do, giàu có và hạnh phúc, thì hãy gia nhập cùng với đội nhóm của bác sĩ Phong trong cộng đồng UST Việt Nam. Đây là những anh chị em đang làm việc cho một tập đoàn ở nước ngoài gọi là tập đoàn UST, có trụ sở tại Belarus và đang phát triển rất mạnh tại thị trường Dubai, Sara và UAE. Và các anh chị có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm mà các anh chị mong muốn. Không nhất thiết phải là gì 8 giờ sáng, 7 giờ sáng đi và 5 giờ chiều về. Các anh chị có thể dậy làm việc từ 5 giờ sáng cũng được, mà các anh chị có thể làm việc từ đến 10 giờ sáng các anh chị dậy làm việc cũng được. Và các anh chị có thể làm việc đến 5 giờ chiều hoặc là 11 giờ đêm, tùy theo các anh chị. Và các anh chị có thể ngồi bất kỳ đâu cũng có thể làm việc. Và thu nhập là không giới hạn. Đúng không? Tùy theo năng lực làm việc của các anh chị. Các anh chị muốn thu nhập bao nhiêu thì các anh chị sẽ phấn đấu được để đạt được cái con số đó. Thì đó là cái công việc mà Phong đang tập trung xây dựng cùng với lại tập đoàn UST. Và nếu quý cô chú anh chị chưa biết đến tập đoàn UST thì có thể dạ comment hoặc là gửi tin nhắn cho bác sĩ Phong. Bác sĩ Phong sẽ gửi thông tin cho quý cô chú các anh chị để cùng nhau tìm hiểu về cơ hội này, cùng là cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ giao thông thông minh. Và tại câu lạc bộ này Phong cũng thường xuyên ngồi ở câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp của thành phố Hải Phòng. Và tại đây thì có rất nhiều các dự án có thể là các anh chị xem xét trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Và bây giờ bác sĩ Phong sẽ di chuyển vào trong quán cà phê, vì có một số anh chị em cũng đã đang ngồi ở trong quán cà phê rồi đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ cùng vào trong quán cà phê để giao lưu với tất cả các cô chú anh chị em. Xin chào anh Diệp Skyway nhá. Anh Diệp đang ở đâu vậy? Có gần với lại quán cà phê khởi nghiệp không? Nếu đang gần quán cà phê khởi nghiệp thì ra đây giao lưu cùng với lại bác sĩ Phong và anh chị em trong cộng đồng UST Việt Nam. Hôm nay có các cổ đông từ Vũng Tàu, cổ đông từ Hồ Chí Minh đúng không? Cùng ra giao lưu với lại các anh chị em cổ đông ở Hải Phòng.
thì mời anh Diệp qua đây để chúng ta giao lưu nhá. Đấy, anh chị thấy cái khuôn viên ở đây thoải mái không? Tôi đang đứng dưới một cái tán cây rất là rộng. Đó, rất là mát. Thời tiết hôm nay thì vô cùng đẹp. Đúng không? Mời anh Diệp ra đây cà phê nhá. Gọi thêm anh chị em bạn bè đối tác ra đây cùng cà phê với chúng ta. Với một cái không gian vô cùng rộng như này ạ. Đấy, các anh chị thấy không gian rất là rộng không ạ? Chỗ đậu đỗ xe thì rất thoải mái, không gian thì tương đối là yên tĩnh, nhiều cây xanh, mát mẻ. Vậy các anh chị có một cái không gian làm việc như vậy có phải sướng không ạ? Xin chào Quan Hải. Chúng ta làm việc tự do mọi lúc mọi nơi, đúng không ạ? Và gặp bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tác, cộng sự, bạn bè của chúng ta. Đó là cách làm việc mà không cần phải sự cạnh tranh theo như cách truyền thống. Và ở đây thì những anh chị em nào là leader, là những người đi trước, luôn luôn sẵn lòng để hỗ trợ anh chị em bạn bè đi sau, để chúng ta cùng nhau tiến về phía trước và cùng nhau thành công. Và các anh chị có thể gì ạ? Ví dụ như là trong ngồi trong kia là một bạn, một cô giáo. Một cô giáo đã không dạy học nữa, và bây giờ cô đi chu du thiên hạ. Hai cô giáo luôn, một cô giáo trẻ và một cô giáo già, đúng không ạ? Đã đi chu du thiên hạ hàng tháng trời, nhưng mà càng đi thì các cô giáo đó lại càng nhiều tiền. Và chúng ta sẽ cùng vào làm quen với lại cô giáo trẻ trước, trong khi chờ đợi cô giáo già đến sau. Hello anh Huy Thiệp. Xin chào Nguyễn Đức Tạc. Nguyễn Đức Tạc là đang ở bên Hàn Quốc đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào làm quen với một cô giáo ở Vũng Tàu. Đó, cổ đông WT ở Việt Nam. Cô đã đi gần một tháng nay chu du thiên hạ khắp các tỉnh thành. Và đến đâu thì cũng có các anh chị em, bạn bè cổ đông tiếp đón. Và cô đi nhiều thì cô lại thấy cuộc sống thực sự là mở ra. Và càng đi nhiều chúng ta thấy gì ạ? Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc cần phải làm. Đó là câu nói của Chủ tịch Tập đoàn Dai U mà Phong cũng rất thích. Đó là tựa đề một cuốn sách là của Chủ tịch Tập đoàn Dai U. Đúng không ạ? Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc cần phải làm. Vì vậy các anh chị đừng bó gối làm việc tại một nơi. Đừng bó gối làm việc tại một chỗ. Đúng không ạ? Giống như con ếch ngồi đáy giếng. Như thế thì rất là buồn. Và cái sự hiểu biết của chúng ta nó chỉ gói gọn ở trong cái đó thôi. Vì vậy nếu có thể được, các anh chị hãy lựa chọn một công việc mà giúp các anh chị có thể gì ạ? Đi khắp mọi nơi. Cái thứ hai, các anh chị làm việc mọi lúc mọi nơi có thể, đúng không ạ? Và gặp gỡ những con người giá trị, những người có tư duy mở, những người có cái tư duy nghĩ lớn, làm lớn, và những người có gì ạ? Tư duy thành công. Và những người giàu là những người sẽ gì ạ? Giúp quý cô chú các anh chị có được cái đó. Và càng đi các anh chị sẽ gì ạ? Càng mở rộng các mối quan hệ, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp một cô giáo. Một cô giáo đến từ Vũng Tàu. Cô đã đi cùng với lại một người cô của mình trong hơn một tháng qua khắp tất cả các tỉnh thành luôn. Và khi đi như vậy thì cô lại gì ạ? Có rất nhiều các mối quan hệ được mở rộng ra, cũng như là được kết nối về rất nhiều các mối quan hệ trước đây, đúng không ạ? Đã lâu năm nguội lại rồi. Bây giờ cô đến được giao lưu, được nói chuyện cùng nhau mọi người nhỉ? Lại nhìn nhận với nhau về cái mối quan hệ đó. Và mối quan hệ đó lại trở lên gì ạ? Càng thắm thiết hơn. Và khi đó lại họ lại giúp được những người bạn cũ của mình, đúng không? Có thêm cơ hội kinh doanh và đầu tư với tập đoàn UST. Và hôm nay bác sĩ Phong sẽ xin giới thiệu với lại quý cô chú các anh chị có thể làm quen với một người người em. Chào Tài Phùng nhá. Đúng không ạ? Tỷ phú cho đi giá trị. Các anh chị luôn luôn nhớ quy luật cho là nhận, đúng không ạ? Các anh chị càng cho đi bao nhiêu, càng cho đi nhiều bao nhiêu thì các anh chị sẽ được càng nhận lại nhiều bấy nhiêu. Đúng không ạ? Rồi, bác sĩ Phong sẽ cùng di chuyển vào quán cà phê. Nơi có một cô gái rất là tuyệt vời. Đó. Đây là quán cà phê khởi nghiệp. Và chúng ta sẽ cùng vào giao lưu với một cô gái đến từ Vũng Tàu. Xin chào Vân Vân. Vân Vân đang live hay là đang học Zoom vậy? À, xem anh live stream à? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một cô gái đến từ Vũng Tàu. Cô đã chu du thiên hạ trong hơn một tháng vừa rồi. Xem cô đi tới đâu và cô có những thành quả gì. Em cứ ngồi đấy nhá. Và chúng ta sẽ cùng làm giao lưu với lại một cổ đông UST đến từ Vũng Tàu. Các anh chị chờ bác sĩ Phong ổn định chỗ ngồi.
Rồi, trong khi chờ đợi một cô giáo được gọi là cô giáo cao tuổi, đúng không? Cô đã 30 mấy năm trong lĩnh vực giáo dục và cô đã quyết định nghỉ ngơi, nghỉ hưu rồi, nhưng mà cô vẫn tiếp tục đóng góp cùng với lại tập đoàn UST. Và lát nữa cô giáo đó đến thì Phong sẽ giới thiệu với quý cô chú, các anh chị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cũng là cô giáo đúng không? Không. Hả? À, một cô gái thôi chứ không phải cô giáo. Làm quen với một cô gái đến từ Vũng Tàu nhá. Rồi, trong khi chờ đợi rồi, xin chào Vân Vân. Đây là bạn Vân Vân đến từ Vũng Tàu. Và đây là một cổ đông của UST đã cùng với lại Top Expert Kim Thư đi khắp tất cả các tỉnh thành trong đợt vừa rồi để có thể hỗ trợ quý cô chú các anh chị là cổ đông UST. Và chúng ta cùng sẽ làm quen với lại bạn Vân Vân. Và xin chào Vân Vân. Vân có thể giới thiệu về mình với lại các cô chú, các anh chị và các bạn trên Facebook của Phong, cũng như được làm quen với tất cả các cô chú, anh chị em cổ đông UST Việt Nam ạ. Mời bạn. Xin chào tất cả các anh chị em đang xem livestream của bác sĩ Phong nha. Mình tên là Phùng Thị Vân, đến từ thành phố Vũng Tàu. Và cái cơ duyên mình biết được UST là rất cảm ơn từ chị Kim Hữu. Và nhờ chị Kim Hữu thì mình mới hiểu ra được cái giá trị của UST. Và mình đã quyết định là nghỉ việc từ hồi tháng 10 năm 2022. Và ngay được mấy tháng rồi, sau khi mà một tháng mình lúc đó là mình đã quyết định đi tìm, khi vừa đi tìm hiểu thì cách ba lô đi theo cô Phạm Thị Kim Thư, cô giảng viên đại học, mình rất là ngưỡng mộ cô. Và sau trong quá trình mà mình đi thì mình cũng ra được một thầy chị ở Đà Lạt và một anh bay từ Vũng Tàu đi ra Đà Nẵng để đầu tư gói 10.000. Thì cũng biết ơn cô rất nhiều, nhờ cô mà mình hiểu thêm rất nhiều, và nhờ bác sĩ Phong, nhờ tất cả cộng đồng trong cộng đồng Sky World Community, nhờ có cộng đồng này thì mình hiểu ra được cái giá trị và tư duy của mình nó thay đổi hẳn so với từ trước. Trước thì chỉ biết đi làm, từ làm đi về rồi ăn nhậu, hoặc là chiều là chị đó có đi ăn nhậu hay là cái gặp gỡ bạn bè. Khi mà vô cộng đồng này thì mình mới thấy là cái công việc trước của mình thực sự là nó không được hay cho lắm, thì là mình đã quyết định là phải đi theo và thay đổi tư duy và sẽ kiên định với những gì mà mình đã chọn, và đây là một quyết định đúng đắn của mình. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Rồi, cảm ơn bạn Vân đã chia sẻ, các anh chị thấy không ạ? Xin chào Tài Phùng, chào Tài Phùng đang chào chị Vân đúng không ạ? Cho đi, chào chị Vân giàu có cho đi đúng không? Xin chào thủ lĩnh sáng tạo Nguyễn Ngọc Bình, chào Dung Lê, cảm ơn Dung Lê. Và xin chào các anh chị em, các anh chị thấy không ạ? Qua sự chia sẻ của bạn Vân, các anh chị thấy nào? Vân càng đi nhiều thì cái mối quan hệ lại càng được mở rộng và có chiều sâu hơn. Vì vậy, khi mà đang có mối quan hệ như vậy thì lại có thể giúp được những người thân bạn bè của mình để có thể gia tăng thêm cái tài sản của mình thông qua việc nắm giữ cổ phần của tập đoàn UT. Đây là một công việc mà tôi thấy bản thân Phong đã tham gia từ 2018 đến giờ, và Phong vẫn vô cùng yêu quý cái tập đoàn UT này và cũng sẽ đang tiếp tục đồng hành cùng với lại tập đoàn UT. Vậy chắc hẳn thì có rất nhiều các quý cô chú, các anh chị ở đây đã biết đến tập đoàn UT, và chắc hẳn cũng có rất nhiều các cô chú anh chị lần đầu tiên nghe đến tập đoàn UST là cái gì, đúng không? Và bây giờ qua bạn Vân thì Phong muốn là nhờ bạn Vân chia sẻ giúp cho quý cô chú các anh chị lần đầu tiên nghe được cái video này biết đến tập đoàn UST. Vậy Vân có thể giới thiệu về tập đoàn UST là gì không ạ? Tập đoàn UST là một công nghệ giao thông cấp 2 và được phát minh bởi một nhà khoa học là Anatoly Yunitsky. Và với nhìn nằm anh chói rồi anh tắt nó đi. Thì có thể giới thiệu về cái công nghệ mà cái tập đoàn UT đang phát triển là công nghệ gì không ạ? Công nghệ mà hiện đại là bây giờ là tập đoàn đang phát triển là công nghệ giao thông vận tải đường dây ạ. Thì khi mà thực sự thì lúc đầu là chưa hiểu, nhưng mà bây giờ
khi mà Vân đi chia sẻ cho bạn bè thì thường mình sẽ đưa những cái gì mà nó thực tế với trong cuộc sống hàng ngày, thì có nghĩa là tất cả những bạn bè của Vân mà vô những sân sàn tài chính là rất nhiều mình, cho nên là Vân cũng cảm thấy là Vân may mắn là từ trước giờ mình chưa bao giờ mất tiền vào các khoản sân sàn nào. Đó là một cái điều mà mình cảm thấy may mắn nhất. Thế thì công nghệ mà UST á, là hệ thống giao thông thông minh ấy, nó có gì khác biệt với lại hệ thống giao thông truyền thống, và nó sẽ giải quyết được vấn đề gì cho xã hội bây giờ? Công nghệ của tập đoàn UST nó khác giao thông truyền thống là không phải làm đường và không phá hủy cây xanh, vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên và giải quyết được các vấn nạn là khói bụi, ô nhiễm môi trường và tình trạng kẹt xe. Đó là những cái lý do mà mong rằng là các cổ anh chị em mà đang xem của bác sĩ Phong chưa đầu tư thì nên có bỏ một chút đít vào để sau này mình có cơ hội để cho được con cháu mình cũng có một tí tự hào với gia đình, với xã hội là mình cũng có một tí đóng góp vào. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn sự chia sẻ của bạn Vân. Các anh chị thấy không ạ? Tập đoàn UST là một tập đoàn vô cùng lớn, có trụ sở tại Belarus và hiện nay đang phát triển kinh doanh trên thị trường của UAE, trong đó có Sara, Dubai và Ả Rập Xê Út và một số các quốc gia khác nữa. Và đây là một cái tập đoàn và có cái công nghệ vô cùng khác biệt, đó chính là công nghệ vận tải đường dây U-Sky Transport, mà trước đây chúng tôi gọi là công nghệ Skyway đó. Thì đây là một cái công nghệ giao thông ở cấp 2, được xây dựng cách mặt đất từ 15 cho đến 20 mét. Và trên cái hệ thống đường dây đó, chúng tôi sẽ lắp đặt những cái con tàu vận tải hành khách và hàng hóa. Cái việc triển khai với một cái công nghệ giao thông thông minh như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí, thời gian và nguồn lực của tự nhiên. Tại sao lại làm như vậy? Bởi thứ nhất, các anh chị thấy bây giờ cả thế giới chúng ta đang gặp phải ba cái vấn nạn rất là lớn, và đó là sự đau đầu của tất cả các quốc gia, đúng không ạ? Đặc biệt là ở các thành phố lớn, đó là nạn tắc đường, đó là tai nạn giao thông và đó là ô nhiễm môi trường. Các anh chị thấy Hà Nội và Hồ Chí Minh có chỉ số quan trắc môi trường đó là ô nhiễm bậc nhất ở Việt Nam, trong đó có Hà Nội là số 1, đúng không? Và cái nạn tắc đường thì ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng là gặp nhiều nhất. Và gần đây thì Hải Phòng chúng tôi cũng đã bắt đầu bị kẹt đường, và đặc biệt vào các giờ cao điểm, đúng không? Và vì sao chúng ta lại có cái sự ô nhiễm môi trường và lại có sự kẹt tắc đường như vậy? Bởi vì cái tốc độ gia tăng cái lượng phương tiện tham gia giao thông, nhất là các phương tiện giao thông cá nhân, nó tăng nhanh hơn so với việc mà chúng ta mở rộng đường. Chính vì vậy cái hệ thống hạ tầng giao thông cũ nó không đáp ứng đủ cái nhu cầu cho các phương tiện giao thông. Chính vì vậy nó gây ra cái sự kẹt xe, cái sự tắc đường, đúng không? Vậy bây giờ có giải pháp nào để có thể giải quyết được vấn đề đó không? Thì chúng ta thấy gì ạ? Như Hà Nội hay Hồ Chí Minh đã đưa ra rất nhiều cái giải pháp, giống như giải pháp bít nhanh BRT, đúng không ạ? Rồi giải pháp đường lên cao, đúng không ạ? Đường tàu lên cao. Đường lên cao Cát Linh Hà Đông đó, nhưng cũng chưa giải quyết được hẳn cái vấn đề đó, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng trao đổi với bạn Vân. Rồi. Xem bạn Vân. Và các chị thấy không ạ? Nếu như chúng ta không giải quyết được vấn đề đó thì tình trạng đó càng ngày càng gia tăng thêm, đúng không ạ? Càng ngày sẽ càng gia tăng thêm. Và vì sao lại như vậy? Và vì là nếu như chúng ta cứ tiếp tục gia tăng các phương tiện cá nhân và không mở rộng đường và để thì nó sẽ thường xuyên gây ra tắc đường. Và nếu mà muốn mở rộng đường thì sao? Thì phải giải tỏa mặt bằng ở hai bên thì vô cùng khó. Chính vì vậy chỉ có giải pháp là gì ạ? Giải pháp là đi xuống dưới lòng đất hoặc là đi lên trên cao. Và các chị biết là nếu như giải quyết xuống lòng đất, xây dựng một cái hệ thống đường ngầm ở dưới lòng đất thì nó vô cùng tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến các vi sinh động vật sống ở trong lòng đất.
rồi ảnh hưởng đến cái mạch nước ngầm ở trong lòng đất, đúng không? Chưa kể là ảnh hưởng đến các công trình ở trên mặt đất ở hai bên bên đường. Chính vì vậy cái giải pháp mà gọi là tàu điện ngầm đi trong lòng đất không phải quốc gia nào cũng có đủ cái tiềm lực để làm cái việc đó, đúng không ạ? Trong đó có Việt Nam là một nước gọi là đang phát triển thôi, nên nguồn lực của chúng ta còn yếu, nên làm theo phương án đó thì rất tốn kém. Nhưng có một giải pháp mà tập đoàn UST đưa ra mà Phong nghĩ vô cùng thông minh, đó là sử dụng các cơ sở hạ tầng có sẵn, ví dụ như vỉa hè hai bên, ví dụ như giải phân cách giữa, đúng không ạ? Từ đó chúng ta sẽ trồng những cái cây cột lên trên trên vỉa hè hoặc giải phân cách đó, đúng không ạ? Cái cột đó sẽ có cao khoảng từ 15 cho đến 20 mét, và trên đó chúng ta sẽ lắp đặt những cái hệ thống đường ray và đường dây, và có thể dựng vận tải hành khách và hàng hóa. Với cái theo công bố của nhà sản xuất thì tốc độ để vận tải hành khách ở trong nội đô để thay thế cho cái hệ thống xe buýt truyền thống đó, giống như buýt nhanh BRT và buýt thường đó, thì tốc độ của nó sẽ gì ạ? Là 150 km/h, cao gấp gì ạ? Gấp 3 lần cái vận tải của Cát Linh Hà Đông. Nhưng mà cái thời gian xây dựng và cái chi phí xây dựng nó rẻ hơn gấp nhiều lần so với cái tuyến đường Cát Linh Hà Đông, và nhìn nó thẩm mỹ, nó mỹ quan hơn rất nhiều, đúng không? Và thậm chí cái lưu lượng vận tải của nó cũng cao hơn rất nhiều. Với cái tinh ưu điểm về công nghệ như vậy thì tôi tin chắc là công nghệ này sẽ dần đi vào cuộc sống để giải quyết được cái tắc đường ở các thành phố lớn và các quốc gia phát triển. Cái thứ hai, ưu điểm thứ hai nữa mà Phong nhận thấy đó là gì ạ? Cái công nghệ này sẽ giải quyết được cái tai nạn giao thông. Và các anh chị thấy không ạ? Tai nạn giao thông thì thông thường do hai nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan là do con người lái xe gây ra, ví dụ như rượu bia, chất kích thích, tâm lý không tốt, đúng không ạ? Thì dẫn đến những cái vụ tai nạn thương tâm. Cái thứ hai, khách quan là do các phương tiện tham gia giao thông nó kém chất lượng, và khi kém chất lượng như vậy thì dẫn đến tai nạn. Nhưng với công nghệ tàu UST thì nó sẽ giải quyết rất tốt cái lĩnh vực đó, đúng không ạ? Thứ nhất là gì ạ? Không người lái, nên loại bỏ được cái nguyên nhân chủ quan. Cái thứ hai là gì ạ? Các phương tiện đều được kiểm định rất là kỹ càng trước khi đưa vào vận hành. Chính vì vậy nó sẽ loại bỏ được cái nguyên nhân khách quan là do cái phương tiện. Với cái công nghệ như vậy thì sao ạ? Và cái nguyên nhân tiếp theo gây tai nạn đó là sự đan chen với nhau giữa các tuyến đường, đúng không? Vậy thì ở các ngã ba, ngã tư, các điểm giao cắt rất dễ xảy ra tai nạn. Thì với cái công nghệ UST thì dạng tàu sẽ chạy trên một đường ray riêng ở trên bầu trời, cách mặt đất từ 15 đến 20 mét, thì nó không có sự va chạm với các phương tiện ở mặt đất, nên là rất hãn hữu xảy ra tai nạn giao thông, đúng không ạ? Và cái công nghệ thứ ba, ưu điểm thứ ba mà Phong thấy đó là dạng giải quyết được cái ô nhiễm môi trường. Và các anh chị có tin là xe ô tô điện mà bây giờ đang là xu thế đó, có giải quyết được ô nhiễm môi trường không? Các anh chị hãy comment đi. Nếu các anh chị coi là ô tô điện, xe máy điện, ô tô điện và xe máy điện mà các anh chị gì ạ? Coi nó là phương tiện có thể giải quyết được ô nhiễm môi trường thì các anh chị hãy comment là số 1. Nếu không đồng thuận với lại gì ạ? Ô tô điện và xe máy điện giải quyết được ô nhiễm môi trường thì comment số 2. Với quan điểm của Phong thì ô tô điện và xe điện thì không giải quyết được tai nạn giao thông, không giải quyết được tắc đường, và cũng chẳng giải quyết được nhiều cái vấn đề về ô nhiễm môi trường đâu. Bởi xe điện thay vì bây giờ thì người ta sử dụng động cơ đốt trong. Sao em nhìn mờ quá à? À, bác sĩ Phong đang có cái ảnh đằng sau, có lẽ là nó sẽ hơi bị mờ. Đó, vậy để bác sĩ Phong sẽ ngồi quay ngược lại để chị sẽ thấy nó rõ hơn, đúng không? Tại vì nó bị chói ánh sáng. Vì anh cũng, nếu mà hai người, nếu mà em muốn like tiếp anh thì em phải ra ngoài kia ngồi, thì ngồi gần nhau nó sẽ bị, thế em sẽ phải ra ngoài ngồi, hoặc anh ngồi đây hoặc anh ra ngoài thì chúng ta mới lên like trực tiếp với nhau được. À, bác sĩ Phong ngồi đây thì sẽ thấy rõ hơn rồi, đúng không ạ? Anh nghe thấy rõ hơn chưa? Nhìn mơ hơn là vừa rồi là vì nó bị chói ánh sáng. Rồi, muốn nhìn rõ nữa bác sĩ Phong sẽ ra bên ngoài. Rồi, sẽ được giao lưu với quý cô chú các anh chị trong ít phút nữa, trong khi chờ một vài anh chị em cổ đông của UST đang trên đường tới đây ạ. À.
ok đấy bác sĩ hả? Đây ra đây nó còn ok hơn này. Đấy, ra ngoài hắn ngoài trời này. Ngoài trời chỗ này nó hơi bị nắng không ạ? Đây, ở chỗ này là một cái ô. Đây, bác sĩ Phong đang ở quán cà phê khởi nghiệp. Đang ở quán cà phê khởi nghiệp. Và chúng ta cùng giao lưu với bạn Vân Vân nha nào. Đây là rõ hơn này. Xin chào Hoài Thu. Hôm nay bác sĩ Phong làm live vào buổi sáng. Và vì đang đang uống cà phê cùng với lại các anh chị em cổ đông của UET Việt Nam. Trong đó có cổ đông của Vũng Tàu, cổ đông của Hồ Chí Minh. Anh Nha nhìn rõ hơn chưa? Còn bị sấp ánh sáng không? Và chúng ta cùng nên giao lưu với lại một một người em cũng là cổ đông của UET nhá. Rồi. Xem bạn Vân Vân đang ở chỗ nào. Máy điện thoại của bác sĩ Phong sắp hết pin. Và vì hôm qua quên chưa sạc pin. Và nếu quý cô chú các anh chị có ai, có anh chị em bạn bè ai là cổ đông ở Hải Phòng thì có thể qua giao lưu cùng với lại bác sĩ Phong, cùng với lại cô Kim Thư ở Hồ Chí Minh và cùng với bạn Vân ở Vũng Tàu qua Hải Phòng giao lưu. Chúng ta cùng thưởng thức ly cà phê ở quán cà phê khởi nghiệp, quán cà phê câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Hải Phòng. View đẹp đấy bác sĩ Phong ạ. Cảm ơn Phanh Nha. Phong đang ngồi ở ngoài trời, đang ngồi ở ngoài trời. Hoài Thu vẫn đang đi làm hả? Hôm nay là thứ ba đúng không? Và các anh chị thấy ạ, nếu các anh chị đang có một cái công việc mà cứ gì ạ, bắt buộc phải đi làm, cuộc sống sáng thức dậy đi làm lãnh lương trả hóa đơn, đó được gọi là trong cái cuốn sách, trong bộ sách dạy con làm giàu á, thì tác giả Robert Kiyosaki đó được gọi là vòng chuột hamster, hay còn gọi là vòng nhanh, à vòng chậm. Nếu quý cô chú các anh chị mong muốn có một cái cuộc sống tự do hơn, giàu có hơn, thoải mái hơn và hạnh phúc hơn thì hãy học cách sang vòng nhanh, đó là không phải là sử dụng sức để kiếm tiền nữa, mà các anh chị phải sử dụng tiền để kiếm tiền hoặc sử dụng người khác để kiếm tiền, đúng không ạ? Đó chính là cái công thức mà sang vòng nhanh. Vì vậy nên các anh chị lúc đó các anh chị có thể làm việc mọi lúc mọi nơi, các anh chị làm việc ở vị trí nào, ở khoảng khung cảnh nào mà các anh chị mong muốn. Giống như bác sĩ Phong bây giờ thì có thể thích đi đó đi đây, gặp các anh, gỡ các anh chị em bạn bè cổ đông, gặp lại những người bạn của mình, gặp lại những người em của mình, đúng không ạ? Không phụ thuộc bất kỳ một vị trí làm việc, đúng không ạ? Không phụ thuộc một địa điểm làm việc nào hết, thì đó mới là cuộc sống. Và ngày hôm nay thì Phong thích ra quán cà phê khởi nghiệp, đó, quán cà phê khởi nghiệp, quán cà phê đầu tư và khởi nghiệp thuộc câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Hải Phòng, để có thể dạ cà phê rồi có thể giao lưu với lại quý cô chú các anh chị em là các cổ đông từ Hồ Chí Minh và từ Vũng Tàu ra. Và nếu quý cô chú các anh chị cũng mong muốn có được cái cuộc sống tự do, giàu có, hạnh phúc và thoải mái như vậy thì hãy inbox cho Phong. Phong sẽ chỉ cách cho các cô, quý cô chú các anh chị và các bạn. Nếu cái quý cô chú các anh chị thấy là phù hợp, đúng không? Thấy phù hợp với cái mong muốn của mình thì các anh chị có thể gì ạ? Hợp tác, kinh doanh và đầu tư cùng với lại bác sĩ Phong UET Hải Phòng. Đúng không? Xin chào Nguyễn Ngọc Bình. Thích quá đúng không? Và Ngọc Bình cũng là một người có tầm ảnh hưởng tới sự nghiệp cũng như cách suy nghĩ của bác sĩ Phong. Ngày xưa thì Phong tư duy là một bác sĩ làm công việc truyền thống, và đó là một tư duy kinh doanh và đầu tư truyền thống. Nhưng khi biết tới Ngọc Bình thì mình cũng đã bắt đầu tìm hiểu kinh doanh và đầu tư trên Internet như nào. Và đó chính là kỹ năng chúng ta phát triển, xây dựng sự nghiệp, xây dựng thương hiệu cá nhân của chúng ta trên Internet. Với Internet sẽ cho chúng ta đi nhanh hơn và xa hơn.
Vì vậy, nếu quý cô chú các anh chị mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh và đầu tư của mình thì có thể cân nhắc cái việc là kinh doanh và đầu tư trên Internet. Giống như bác sĩ Phong đang ngồi nói chuyện với quý cô chú các anh chị đây, đang hầu chuyện với quý cô chú các anh chị, cũng là cách mà Phong có thêm những kiến thức, có thêm những mối quan hệ và có thêm những người bạn ở khắp nơi trên toàn quốc cũng như toàn cầu. Và đó mới là tài sản vô giá thưa anh chị. Và rất là cảm ơn Nguyễn Ngọc Bình trong thời gian vừa rồi đã có tiếp đoàn cổ đông UST Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Linh trong chuyến hành trình Tây Bắc 8 ngày. Và điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là ở nhà A Phủ Ngọc Bình. Và tại nhà A Phủ Ngọc Bình thì chúng tôi cũng có rất nhiều cái ấn tượng về vợ chồng A Phủ. Thứ nhất là các món ăn đặc sản trong vùng Tây Bắc mà lần đầu tiên bác sĩ Phong cũng như là các anh chị em trong đoàn được thưởng thức, thực sự là rất ấn tượng. Giống như các cụ có câu là miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời ấy, đúng không? Và cái miếng đó thực sự là miếng ngon, đó là điều hạnh phúc, đúng không? Đó mới chính là tài sản. Và rất mong một dịp nào đó sẽ được đón vợ chồng A Phủ cùng với lại các cháu xuống thưởng thức những đặc sản vùng biển của thành phố cảng, thành phố Hải Phòng, đúng không ạ? Và trên đó chúng tôi cũng đã được tham quan trải nghiệm những cái dịch vụ về du lịch, nghỉ dưỡng cũng như là những cái đặc sản của dân tộc địa phương. Và ngay sau khi về thì Phong đã bàn với các anh chị em cổ đông cũng như là các đối tác nhân viên ở trong hệ thống phòng khám nha khoa của Phong, và sắp tới sẽ tổ chức một buổi cho anh chị em du lịch trải nghiệm ở khu vực Tây Bắc, đó là trải nghiệm du lịch sinh thái và tắm khoáng nước nóng tự nhiên mà vùng biển chúng tôi chưa có. Chúng tôi chỉ có biển tự nhiên thôi, nước lạnh thôi chứ không có nước nóng, đúng không? Nước biển thôi, nước biển mặn thôi chứ không phải nước khoáng. Và các anh chị em đang rất háo hức trong cái chuyến đi là du lịch Tây Bắc sắp tới để có thể trải nghiệm được du lịch sinh thái, ăn những đồ đặc sản về rừng, đúng không? Ví dụ như trên khu vực Tây Bắc chúng tôi thấy có cái món cá hồi và cá tầm nuôi ở suối nước ngọt rất là ngon. Món trứng kiến thì đặc trưng quá, không biết là đợt đó lên thì có đặt được hay không, đúng không? Xin chào Hoàng Thắng, một người bạn trong lĩnh vực đồng nghiệp nha khoa với bác sĩ Phong, đúng không? Em cảm ơn anh, sẵn sàng chào đón các cổ đông cả nước đến với gia đình A Phủ nhé. A Phủ thì tấm lòng lúc nào cũng rộng mở, giống như là bạn đang làm trên online vậy. Những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà bạn có được trong lĩnh vực phát triển sự nghiệp kinh doanh và đầu tư trên online thì bạn cũng đang chia sẻ lại trong nhóm thủ lĩnh sáng tạo, trong cái team thủ lĩnh sáng tạo. Và trong team thủ lĩnh sáng tạo thì chúng tôi đang có một cái câu lạc bộ có với khóa học là Internet Marketing. Nếu quý cô chú các anh chị là các cổ đông UST hoặc là các quý cô chú các anh chị đang mong muốn học hỏi cách đầu tư và kinh doanh trên Internet, đặc biệt là ba qua nền tảng là Facebook, qua nền tảng là YouTube và qua nền tảng là TikTok. Trên Facebook thì chúng tôi chủ yếu đào tạo các anh chị về kỹ năng livestream. Đây là một kỹ năng mà các anh chị phát triển kinh doanh và đầu tư nhanh nhất, tốt nhất và nó tương tác trực tiếp với khách hàng của chúng ta nhất, đúng không ạ? Vì vậy, nếu mà quý cô chú các anh chị đang mong muốn phát triển kinh doanh và đầu tư trên Internet, có thể tham gia vào lớp học Internet Marketing trực thuộc team thủ lĩnh sáng tạo chúng tôi. Nếu quý cô chú anh chị chưa biết nhóm học như thế nào, học ở đâu và nội dung học như thế nào thì có thể gửi Messenger cho bác sĩ Phong, hỏi về khóa học và bác sĩ Phong sẽ chia sẻ nội dung khóa học cho các anh chị. Nếu quý cô chú các anh chị thấy đó là những nội dung mà hữu ích mà quý cô chú các anh chị đang cần thì quý cô chú các anh chị có thể đăng ký tham gia khóa học đó. Và khóa học đó với chúng tôi hiện tại bây giờ đang là miễn phí hoàn toàn, free hoàn toàn cho anh chị em cộng đồng UT, để các anh chị có thể phát triển kinh doanh, đối tác và đầu tư với tập đoàn UT trên Internet. Và tôi vừa thấy cổ đông UT Việt Nam, Top Expert Kim Thư cũng như là cổ đông anh Trường, cổ đông Hải Phòng đã tới câu lạc bộ rồi. Nên bác sĩ Phong xin kết thúc video tại đây để có thể vào tiếp đón các cổ đông ở Sài Gòn, Vũng Tàu và cổ đông ở Hải Phòng nữa để chúng ta cùng giao lưu với nhau. Có vẻ như chúng ta không thêm được. Chúng ta sẽ cùng thử xem bạn Vân có vào với live stream của chúng ta được không. Cổ đông Vân là cổ đông ở Vũng Tàu. Trong chuyến hành trình với lại cô Kim Thư vừa rồi thì bạn Vân cũng đã giúp được những người bạn của mình, những người anh, những người chị của mình ở Đà Nẵng, ở Vũng Tàu và các cổ đông ở Hồ Chí Minh nữa để có thể ra thêm các quyết định
trở thành cổ đông của tập đoàn UT và cũng như là những anh chị em đã là cổ đông của UT rồi thì có thể gia tăng thêm cái lượng cổ phần khi mà chúng tôi cung cấp thêm các thông tin cho quý cô chú các anh chị và các bạn. Rồi, có lẽ bác sĩ Phong sẽ kết thúc video tại đây. Chào bạn Phạm Việt Phú nhé. Cảm ơn lời chúc của A Phủ Ngọc Bình. Bác sĩ Phong xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý cô chú, các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.